Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Người nghèo vượt qua khó khăn trong đại dịch Covid-19. Huyện Lạc Sơn tăng cường các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm. Tổng thống Trump sẽ ký ban hành sắc lệnh tạm cấm nhập cảnh vào Mỹ trong 60 ngày nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, để kịp thời triển khai thực hiện chỉ thị số 36 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện. Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn địa phương xây dựng kế hoạch bố trí nguồn lực để triển khai chỉ thị 42 của Ban Bí thư, kiện toàn Ban Chỉ huy các cấp, chuẩn bị các phương án, kịch bản và sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện, dự trữ thiết yếu để ứng phó hiệu quả với các tình huống thiên tai, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, giảm thiểu thiệt hại. Tổ chức cảnh báo, bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các ngầm tràn, các tuyến đường thường xuyên bị ngập sâu, chia cắt, khẩn trương kiểm tra hiện trạng các công trình phòng chống thiên tai thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý, xác định trọng điểm, xung yếu, bố trí nguồn lực để xử lý đảm bảo an toàn, quản lý chặt chẽ công tác vận hành hồ chứa, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và đưa vào sử dụng trước mùa mưa lũ hoặc có phương án bảo vệ an toàn các công trình đang thi công, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho người và tài sản tại các khu vực dân cư có nguy cơ rủi ro cao, chú trọng thông tin phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ, tổ chức thường trực, trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo tình hình thiên tai và thiệt hại, công tác chỉ đạo ứng phó về Ban Chỉ đạo Trung ương. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác. Tính đến hết ngày 21 tháng 4, tổng số tiền và hàng hóa, vật tư y tế ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 của các tập thể cá nhân thông qua Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, huyện đã tiếp nhận trên 3,8 tỷ đồng, gồm trên 1,8 tỷ đồng tiền mặt cùng hàng hóa, vật tư y tế, có tổng trị giá 2 tỷ đồng, trong đó Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ của các tổ chức và cá nhân với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng và hàng hóa trị giá 565 triệu đồng, bao gồm khẩu trang, gạo, mì tôm, nước sát khuẩn, nước súc miệng cùng một số nhu yếu phẩm khác. Cấp huyện đã tiếp nhận gần 760 triệu đồng và hàng hóa trị giá 1,5 tỷ đồng. Sau khi tiếp nhận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã kịp thời phân bổ và hỗ trợ cho một số đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ tuyến đầu trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh. Hiện nay, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ của các tập thể cá nhân để góp phần chung tay đẩy lùi dịch COVID-19. Theo kế hoạch, thời gian ủng hộ chậm nhất đến ngày 15 tháng 5 năm 2020. Để giúp đỡ người dân chống dịch, đến nay cấp ủy chính quyền các cấp tỉnh Hòa Bình đã tích cực tuyên truyền vận động toàn dân cùng chung tay giúp người nghèo vượt qua thời kỳ khó khăn do dịch bệnh Covid gây ra. Các hoạt động từ thiện an sinh của nhiều tổ chức doanh nghiệp cá nhân hỗ trợ người nghèo trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã diễn ra. Ngày 20 tháng 4, gia đình bà Nguyễn Thị Giang, 75 tuổi ở phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội đã tặng cán bộ chiến sĩ và nhân dân khu cách ly tập trung tại đơn vị T14 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình các nhu yếu phẩm gồm 400 hộp thịt, 70 hộp cá, 100 kg khoai tây, dầu ăn, nước mắm với tổng trị giá là trên 20 triệu đồng. Đây là một trong những việc làm thiết thực của các tập thể và cá nhân trong phong trào toàn dân chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, trong tình hình hiện nay, dịch bệnh COVID-19 đã có những ảnh hưởng đến cuộc sống của rất nhiều người, đặc biệt là những hộ nghèo và cận nghèo có thu nhập thấp. Trước sự quan tâm của nhà nước, địa phương, bản thân những hộ nghèo cận nghèo đang nỗ lực cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn với mong muốn dịch bệnh sớm qua nhanh để cuộc sống sớm ổn định trở lại. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại thành phố Hòa Bình. Bữa cơm hôm nay, chị Bùi Thị Thơm ở tổ 8, phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình được nấu bằng chính những cân gạo hỗ trợ từ chương trình ATM gạo miễn phí do Hội Doanh nghiệp trẻ phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình thực hiện dành cho những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, cuộc sống bị ảnh hưởng lớn do dịch bệnh COVID-19. Hơn 2 tháng không có việc làm, không có thu nhập. Cuộc sống của những hộ nghèo như gia đình chị Thơm vốn đã khó khăn, nay lại càng khó khăn hơn. Lúc này, chị Thơm cũng như nhiều hộ nghèo khác không thể đi làm ăn xa. Họ đang nỗ lực tìm hướng chăn nuôi trồng trọt ngay tại gia đình để vượt qua thời điểm khó khăn này. Tôi cảm thấy rất là xúc động được chính quyền, nhà nước quan tâm vượt qua cái giai đoạn khó khăn này.
được gạo để ăn. Tôi mong muốn đây dịch bệnh qua nhanh để chúng tôi có thể đi làm kiếm thêm thu nhập để lo cho gia đình. Thành phố Hòa Bình hiện có tổng số 1.120 hộ nghèo, cận nghèo, trong đó có 588 hộ nghèo và 532 hộ cận nghèo. Số hộ nghèo tập trung nhiều nhất ở các xã Độc Lập, Quang Tiến, Mông Hóa, Thịnh Minh, phường Kỳ Sơn. Đa số họ đều là người lao động tự do. Khi xảy ra dịch bệnh COVID-19, đã có rất nhiều người lao động bị mất việc làm. Trong đó có những lao động nghèo, cuộc sống rơi vào khó khăn khi không có nguồn thu nhập. Tuy nhiên, trong thời gian tạm thời mất việc làm do dịch bệnh, nhiều hộ nghèo đã nỗ lực cố gắng để tìm kiếm việc làm ngay tại gia đình, phù hợp với điều kiện hiện nay, tránh tập trung đông người. Trong quá trình thực hiện làm cái công tác tuyên truyền vận động đến hộ nghèo và hộ cận nghèo, thì cái nhận thức của các hộ này rất là rõ ràng và có những cái trách nhiệm chung tay với cộng đồng để chúng ta vượt qua những cái thời điểm khó khăn nhất. Trong cái quá trình để mà thực hiện cái việc giãn cách xã hội thì các hộ nghèo và hộ cận nghèo cũng đã tự tìm cho mình cái công ăn việc làm ở tại gia đình để các hộ gia đình này làm tốt cái công tác giãn cách xã hội và cũng tăng thêm cái thu nhập cho cái hộ gia đình của mình. Thực hiện chủ trương của nhà nước về giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh COVID-19, những người lao động nghèo luôn hiểu rằng những khó khăn của họ hiện nay cũng là khó khăn chung của cả nước. Vậy nên họ đều chấp hành và thực hiện rất nghiêm túc. Với phương châm, không để ai bị bỏ lại phía sau, nhiều hoạt động giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình và các tổ chức toàn thể cá nhân trên địa bàn tổ chức nhằm hỗ trợ sẻ chia để giúp các hộ nghèo, cận nghèo vượt qua thời điểm khó khăn. Các chương trình hỗ trợ từ cây ATM gạo hay cấp phát khẩu trang miễn phí là những hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc. Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường cũng đánh giá rất cao cái tinh thần tương thân tương ái của các cơ quan cũng như tổ chức doanh nghiệp cá nhân có những cái món quà để sẻ chia với các hộ gia đình nghèo, hộ gia đình khó khăn, hộ gia đình mà yếu thế không thể đi làm được trong mùa dịch này thì cũng đã được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đánh giá rất cao về cái tinh thần tương thân tương ái đó. Khi xảy ra dịch bệnh thì cuộc sống của những hộ nghèo, cận nghèo, những người yếu thế trong xã hội sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Vì vậy, gói hỗ trợ an sinh xã hội của chính phủ hay các hoạt động hỗ trợ của các tổ chức, đoàn thể, cá nhân dành cho những người nghèo vào thời điểm này là một sự sẻ chia cần thiết để giúp họ vượt qua những khó khăn trước mắt, để cuộc sống sớm ổn định ngay khi dịch bệnh kết thúc. Triển khai thực hiện khai báo y tế toàn dân, xác minh các trường hợp khai báo trên ứng dụng nCoV và hệ thống giám sát dịch bệnh COVID-19. Tính đến ngày 20 tháng 4, tỉnh Hòa Bình đã có trên 19.400 trường hợp khai báo tự nguyện, trong đó gần 1.130 trường hợp cần xác minh và ngành y tế đã xác minh được 1.120 trường hợp, còn 9 trường hợp đang thực hiện xác minh và tổng hợp trên hệ thống quản lý thông tin COVID-19. Việc khai báo y tế của mỗi người dân nhằm khai báo sức khỏe, cung cấp thông tin liên quan đến dịch bệnh COVID-19 với cơ quan y tế. Căn cứ vào thông tin khai báo, cơ quan y tế trên địa bàn sẽ nắm bắt cơ bản diễn biến sức khỏe cá nhân, liên lạc hỗ trợ theo dõi sức khỏe trong tình huống cần thiết. Đặc biệt chú trọng những trường hợp có yếu tố nguy cơ liên quan đến ca bệnh COVID-19 như là tiếp xúc gần, tiếp xúc với người tiếp xúc gần ca bệnh, đi về từ vùng có dịch, qua đó góp phần kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh trong thời điểm có diễn biến phức tạp. Ngày 22 tháng 4, Sở Giao thông Vận tải tỉnh đã đi kiểm tra tình hình thực hiện công trình cải tạo nâng cấp đường tỉnh 435, có điểm đầu tại ngã ba Bình Thanh đi Thung Nai, huyện Cao Phong, điểm cuối thuộc địa phận xóm Liêm, xã Ngòi Hoa, nay là xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc. Dự án có tổng mức đầu tư là 756 tỷ đồng bằng nguồn vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2016-2020, tổng chiều dài toàn tuyến là 21,18 km, chủ đầu tư là Sở Giao thông Vận tải tỉnh. Dự án khởi công vào tháng 7 năm 2018, đến nay đã bàn giao xong mặt bằng cho nhà thầu. Giá trị hợp đồng thực hiện khoảng 66%, tiến hành thảm bê tông nhựa được trên 10 km. Hiện nhà thầu đang tổ chức 10 mũi thi công trên toàn tuyến, tập trung vào thi công các hạng mục chính như là thi công nền mặt đường, thi công thảm bê tông nhựa, cống thoát nước và tường chắn, thi công cầu và cảng Ngòi Hoa. Tuy nhiên, việc bố trí các đội thi công chưa đồng đều trên toàn tuyến, số lượng máy thiết bị thi công chưa đáp ứng được với khối lượng công việc. Nhiều vị trí thi công còn chậm so với bảng tiến độ đã đề ra.
Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của mưa bão dẫn đến tình trạng sạt lở mái ta luy, nhiều vị trí cần phải điều chỉnh khối lượng thiết kế. Tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp cũng đã làm ảnh hưởng đến kế hoạch đề ra là hoàn thành công trình trước ngày 30 tháng 6 năm nay. Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải đề nghị nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, nhất là ở các đoạn thuận lợi, đồng thời giám sát chặt chẽ chất lượng công trình, đặc biệt phải bảo đảm an toàn trong quá trình thi công để công trình hoàn thành theo đúng kế hoạch đã đề ra. Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, đồng thời mở ra cơ hội lớn khai thác tiềm năng phát triển du lịch Hồ Hòa Bình. Phần tiếp theo của chương trình thời sự hôm nay, vẽ tranh cổ động phòng chống dịch COVID-19. Huyện Lạc Sơn tăng cường các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm. Thưa quý vị và các bạn, chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 và hưởng ứng cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi với chủ đề bảo vệ sức khỏe và phòng chống dịch bệnh COVID-19 do Hội Đồng đội Trung ương phát động. Các em học sinh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh đã tích cực tham gia, đặc biệt không chỉ góp sức nhỏ bé vào công cuộc phòng chống dịch COVID-19 mà nhiều thông điệp ý nghĩa được các em truyền tải một cách chân thực, rõ nét nhất. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Để thời gian tạm nghỉ học trở nên ý nghĩa, ngoài việc học online và giúp đỡ gia đình, hai em Nguyễn Thị Hồng Nhung và Nguyễn Thị Thu Ngân, học sinh lớp 5A trường tiểu học và trung học cơ sở Thái Bình, thành phố Hòa Bình, đã dành thời gian vẽ những bức tranh cổ động về phòng chống dịch COVID-19 để gửi gắm cũng như là cổ vũ tinh thần đội ngũ y bác sĩ, lực lượng chức năng đang căng mình phòng chống dịch bệnh. Đồng thời hưởng ứng tham gia cuộc thi vẽ tranh do Hội Đồng đội Trung ương phát động với chủ đề bảo vệ sức khỏe và chung tay phòng chống dịch COVID-19. Mỗi bức tranh các em vẽ đã khắc họa dưới nét vẽ hồn nhiên, vui tươi và thể hiện sinh động độc đáo. Thế nhưng, cùng chung một thông điệp kêu gọi mỗi người cùng nhau nâng cao ý thức, bảo vệ sức khỏe và chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Bức tranh của em thì muốn nói đến là bác sĩ làm việc vì đồng bào ở nhà vì chúng ta, là đồng bào của chúng ta hãy ở nhà để phòng chống COVID-19, không nên đi ra nơi đông người, nhớ phải đeo khẩu trang. Những bức tranh của em thì gửi gắm lòng biết ơn đến các bác sĩ và học sinh chúng em sẽ cùng người dân và các bác sĩ vượt qua đại dịch COVID này. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ở đầu chiến tuyến phòng dịch, các chiến sĩ vẫn đang miệt mài đẩy lùi dịch COVID-19. Họ là các bác sĩ, y tá, điều dưỡng viên, những chiến sĩ bộ đội và tình nguyện viên luôn sẵn sàng trong công cuộc phòng chống dịch. Trước sự hy sinh ấy, trên các trang mạng, các bài báo đã dành không ít những lời động viên nhắn gửi để cảm ơn các chiến sĩ. Đặc biệt với những câu chuyện hình ảnh đẹp trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19, Hội Đồng đội Trung ương đã phát động cuộc thi vẽ tranh với chủ đề Bảo vệ sức khỏe và chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19 dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 trên cả nước. Tại tỉnh Hòa Bình, đã có hơn 1.200 bức tranh được gửi dự thi và gửi các bác sĩ, y tá điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Những bức tranh ấy được các họa sĩ nhí dùng nét vẽ của mình để khắc họa và lấy cảm hứng từ những hình ảnh thật về những con người ở tuyến đầu chống dịch. Qua đó, đã cổ vũ tinh thần, tiếp thêm động lực cho đội ngũ y bác sĩ trong công cuộc phòng chống dịch COVID-19 và truyền tải đi những thông điệp tích cực đến với mọi người dân. Bức tranh em vẽ thì có hai tầng nghĩa. Em mong là các bác sĩ có thể có thật nhiều sức khỏe ạ, và luôn luôn có những cái động lực là bọn em ạ, là những người dân đang ở nhà để chống dịch thì sẽ luôn luôn hướng về cái tuyến đầu ạ. Em sẽ nghĩ ra và sáng tạo thêm nhiều nội dung hay và bổ ích nữa. Thứ nhất là sẽ tạo cho các bác sĩ động lực ạ để tiếp tục chiến đấu, và thứ hai là em muốn tuyên truyền đến mọi người là luôn luôn chúng ta hãy hướng tâm mình về bác sĩ ạ. Các bức tranh cổ động của các cháu học sinh được gửi tới các y bác sĩ điều dưỡng đang làm việc nơi tuyến đầu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Chúng tôi rất cảm kích với tấm lòng của các cháu, đặc biệt là các cô, các cháu trong thời gian đang nghỉ dịch đã có những tác phẩm, những tình cảm yêu thương gửi gắm đến cán bộ bác sĩ điều dưỡng chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục nhận và sẽ đưa các hình ảnh đó lên trên các cái trang thông tin điện tử của trang website của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cũng như là các trang Facebook của công tác xã hội để lan tỏa yêu thương, lan tỏa tình cảm
và đón nhận những yêu thương của các cô trò. Đó là một động lực rất lớn đối với chúng tôi. Cùng cộng đồng chung tay đẩy lùi dịch bệnh, mỗi bức tranh đã thể hiện những giá trị về tinh thần trong giai đoạn phòng chống dịch như hiện nay. Và các em đã bước đầu thành công trong việc giúp thông điệp trở nên sống động, dễ hiểu với tất cả mọi người và với hy vọng dịch bệnh sẽ được đẩy lùi. Thưa quý vị và các bạn, để chủ động ngăn chặn dịch bệnh cúm gia cầm bùng phát và nguy cơ lây sang người, không để xảy ra hiện tượng dịch chồng dịch, công tác phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm đang được huyện Lạc Sơn triển khai thực hiện với nhiều biện pháp, trong đó công tác tuyên truyền tới các hộ chăn nuôi được đặt lên hàng đầu. Phản ánh của phóng viên thời sự. Phun khử khuẩn, rắc vôi bột thường xuyên là biện pháp mà chủ trại chăn nuôi gà của gia đình chị Bùi Thị Thương ở xã Vũ Bình, huyện Lạc Sơn đang thực hiện. Ngay khi biết thông tin trên địa bàn huyện Lương Sơn xuất hiện dịch cúm AH5N6, chị Thương đã mua vaccine tiêm cho đàn gà, mua thuốc khử khuẩn, vôi bột để vệ sinh chuồng trại. Với gia đình chị, 5.000 con gà là tài sản lớn và là nguồn thu nhập chính của cả gia đình. Chỉ một sơ suất nhỏ, lơ là chủ quan trong chăn nuôi có thể sẽ dẫn tới thiệt hại không nhỏ. Gia đình cũng chủ động mua vaccine về tiêm, đồng thời thì gia đình cũng rắc vôi khử trùng các thứ xung quanh hết một tuần hai lần, với lại phun tiêu độc khử trùng nữa. Gia đình vẫn phải cố gắng, hết lứa này thì còn lứa khác nhé. Gia đình rất là cố gắng phòng chống các dịch bệnh ấy. Huyện Lạc Sơn hiện có trên 1 triệu con gia cầm. Để chủ động ngăn chặn dịch bệnh cúm gia cầm, không để xảy ra hiện tượng dịch chồng dịch trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, huyện Lạc Sơn đã tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống bệnh cúm gia cầm, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn chủ chăn nuôi gia cầm, tăng cường áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, đồng thời chủ động các biện pháp phòng dịch, tiêm phòng vaccine cúm cho đàn gia cầm, tiến hành tổng vệ sinh khử trùng tiêu độc môi trường tại các vùng trọng điểm, vùng có nguy cơ cao trên toàn huyện. Đến nay, toàn huyện đã tiêm vaccine cho đàn gia cầm được trên 40.000 liều. Với địa bàn rộng huyện Lạc Sơn thì chúng tôi là trong anh em thì chúng tôi là chỉ đạo anh em thú y ở các xã thì hàng tuần là chúng tôi là có thông tin về chỗ trạm thú y để nắm bắt kịp thời. Địa phương các xã tuyên truyền vận động cho bà con là các hộ chăn nuôi thì gia súc gia cầm nói chung là phải tiêm phòng và kịp thời báo cho thú y viên cơ sở nắm bắt tình hình dịch bệnh để báo cho cán bộ chuyên môn của huyện để có biện pháp xử lý kịp thời, không để ổ dịch lây lan ra diện rộng. Trong thời gian tới, huyện Lạc Sơn tiếp tục tăng cường giám sát chặt chẽ dịch cúm gia cầm tại các trang trại và hộ nuôi nhỏ lẻ. Cùng với đó, chuẩn bị các phương án biện pháp xử lý kịp thời nếu xảy ra các ổ dịch, kiên quyết không để lây lan dịch cúm gia cầm ra diện rộng, tiêu trùng khử độc tại các vùng dịch và khu vực lân cận, tiêm phòng định kỳ trên gia cầm, nâng cao trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và cán bộ thú y cơ sở, nắm chắc số lượng đàn vật nuôi để có các biện pháp phối hợp chỉ đạo khi có diễn biến phức tạp. Tiếp theo là một số thông tin quốc tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố sẽ ban hành sắc lệnh tạm cấm nhập cảnh vào Mỹ trong 60 ngày nhằm ngăn dịch COVID-19 lây lan. Tổng thống Trump cho rằng quyết định này được đưa ra cũng để bảo vệ việc làm cho hàng triệu người dân Mỹ. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết sắc lệnh cấm nhập cảnh này sẽ chỉ áp dụng đối với những người có ý định nhập cư vào Mỹ theo diện thẻ xanh và không ảnh hưởng đến các lao động nhập cư tạm thời. Thẻ xanh còn gọi là thẻ thường trú cho những người không phải công dân Mỹ được hưởng chế độ thường trú tại Mỹ. Biện pháp này sẽ không bao gồm nông dân và những người làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Theo Tổng thống Trump, sắc lệnh sẽ có hiệu lực trong vòng 60 ngày và được đánh giá lại sau thời gian này. Dự kiến Tổng thống Mỹ sẽ ký sắc lệnh này sớm nhất là trong ngày 22 tháng 4. Thông báo của Tổng thống Trump đưa ra trong bối cảnh Mỹ vẫn đang là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 khi đã có hơn 819.000 ca nhiễm và hơn 45.000 ca tử vong. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long vừa quyết định sẽ kéo dài thời gian giãn cách xã hội cho đến ngày 1 tháng 6 nhằm hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19 tại quốc gia này. Các biện pháp giãn cách xã hội, trong đó có đóng cửa hầu hết các nơi làm việc và trường học, ban đầu được dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 4 tháng 5. Tuy nhiên, do số ca nhiễm mới tại Singapore vẫn tăng mạnh, trong đó chủ yếu là các ổ dịch liên quan đến lao động nước ngoài, nên chính phủ nước này đã quyết định kéo dài thời gian giãn cách xã hội thêm 4 tuần nữa.
Tính đến ngày 21 tháng 4, Singapore ghi nhận thêm 1.111 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 ở nước này lên hơn 9.100 người. Thủ tướng Lý Hiển Long cho rằng việc kéo dài thời gian giãn cách xã hội sẽ giúp giảm số ca lây nhiễm trong cộng đồng và đảm bảo rằng các ca nhiễm ở những ổ dịch không lây lan ra cộng đồng. Chính phủ Singapore cũng thông báo sẽ tăng cường các biện pháp hỗ trợ kinh tế, trong đó có trợ cấp tiền lương để hỗ trợ người dân và các doanh nghiệp với chi phí lên tới 3,8 tỷ đô la Singapore. Hiện Singapore đang là quốc gia có số ca nhiễm COVID-19 cao nhất ở Đông Nam Á. Chương trình Lương thực Thế giới WFP của Liên Hợp Quốc vừa công bố báo cáo cho thấy số người đang đối mặt với nạn đói có thể tăng gần gấp đôi do dịch COVID-19. WFP kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế và viện trợ nhân đạo để khắc phục tình trạng này. Chương trình Lương thực Thế giới và Liên minh châu Âu cho biết 135 triệu người đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và khủng hoảng kinh tế. Tuy nhiên, những tác động của dịch COVID-19 đối với nền kinh tế có thể khiến con số này tăng gấp đôi là 265 triệu người. Các biện pháp giãn cách xã hội nhằm kiềm chế dịch bệnh tại một số nước đang ảnh hưởng đến người lao động. Liên Hợp Quốc cho rằng tác động của dịch bệnh đối với nền kinh tế là một đòn giáng mạnh đối với hàng triệu người, chỉ có thể không bị đói nếu họ kiếm được tiền. Theo báo cáo, các nước châu Phi và một số nước Trung Đông sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất, trong đó có Nam Sudan, Ethiopia và Afghanistan. Dịch COVID-19 đã gây thiệt hại nặng nề đối với nền kinh tế toàn cầu cũng như nhiều doanh nghiệp. Mới đây, hãng hàng không lớn thứ hai của Australia là Virgin Australia đã bắt đầu thủ tục tuyên bố phá sản tự nguyện trong bối cảnh nhu cầu đi lại đã giảm mạnh do dịch COVID-19. Giám đốc điều hành của Virgin Australia, Paul Scurrap, cho biết công ty đặt quyết tâm tiếp tục duy trì hoạt động. Ông cho rằng Virgin Australia sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc đưa nền kinh tế của Australia trở lại sau đại dịch COVID-19. Virgin Australia đã phải đình chỉ tất cả các chuyến bay quốc tế và giảm mạnh các chuyến bay nội địa để đối phó với dịch COVID-19. Theo giới truyền thông địa phương, khoản nợ của Virgin Australia đã lên tới hơn 3 tỷ đô la. Tổng số nhân viên của hãng hàng không này tại Australia và New Zealand là 16.000 người. Tuy nhiên, hơn 8.000 nhân viên được yêu cầu không đi làm cho đến khi các hoạt động kinh tế được nối lại. Virgin Australia cho biết sẽ tiếp tục khai thác các chuyến bay quốc tế và nội địa theo lịch trình. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và đối thủ tranh cử theo đường lối ôn hòa Benny Gantz vừa đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh, qua đó chấm dứt một năm bế tắc về chính trị ở Israel. Đảng Likud và Xanh Trắng đã xác nhận rằng Thủ tướng đương nhiệm Netanyahu và cựu tham mưu trưởng quân đội Israel, tướng Gantz, đã ký thỏa thuận liên minh để thành lập một chính phủ khẩn cấp. Theo nội dung thỏa thuận, ông Netanyahu sẽ tiếp tục giữ chức Thủ tướng cho tới tháng 10 năm 2021. Sau đó, ông Gantz sẽ tiếp quản chức vụ này trong 18 tháng tiếp theo. Trong thời gian chính quyền của Thủ tướng Netanyahu điều hành, ông Gantz sẽ đảm đương chức Bộ trưởng Quốc phòng và thành viên của Đảng Xanh Trắng Gabi Ashkenazi sẽ làm Bộ trưởng Ngoại giao. Thỏa thuận trên sẽ được ký chính thức sau ngày kỷ niệm lễ độc lập của Israel vào thứ ba tuần tới. Nội các chính phủ sẽ gồm 36 bộ trưởng và có 14 thứ trưởng. Đây được xem là một trong những nội các chính phủ lớn nhất trong lịch sử Israel. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể xem trực tuyến chương trình trên smartphone hoặc xem lại qua địa chỉ website hoabinhtv.vn và trên kênh YouTube HBTV. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.